tồn đọng là bao nhiêu hiện nay này, thì tôi muốn nói là chúng tôi sẽ cung cấp riêng những số liệu rất chi tiết, nhưng trong phạm vi này chúng tôi chỉ nói một cách tổng quát là hiện nay chúng ta có còn khoảng 300-400 nghìn tấn lợn đã đủ tiêu chuẩn xuất chuồng. Cố gắng chúng ta giải quyết trong cái tình hiện nay thì đưa lại cân bằng cung cầu trong khoảng 2-3 tháng nữa. Tôi muốn nêu cái chuyện, cái số liệu thì xin phép chúng tôi cung cấp riêng, nhưng có lẽ vì cái điều hành của cái giá cả thì xin phép là chúng ta cũng không nêu những cái số liệu cụ thể. Còn cái giải pháp tới thì ngay cái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ cũng đã có được nêu trong các cái nêu trong cái thông cáo báo chí của Văn phòng Chính phủ, cũng như là đồng chí Bộ trưởng chúng tôi cũng đã thông báo rất công khai ngày 28 tháng 4 vừa qua. Chúng tôi xin phép là không nói dài mà chỉ nói ba cái giải pháp tập trung trong cái thời gian tới để đảm bảo lâu dài. Thứ nhất là phải giải quyết tốt được cái quan hệ cung cầu, không để tồn dư. Thứ hai ấy, là rà soát để đảm bảo cái tổng đàn và cái quy mô đàn có cái cơ cấu hợp lý, và trước mắt là chúng tôi đang có những cái giải pháp để mà kiểm soát cái lợn nái, để nâng đồng thời với cái nâng cao cái vệ sinh an toàn thực phẩm. Vấn đề thứ hai là tổ chức cái liên kết chuỗi, như vậy sẽ có một số cơ chế chính sách của những nhà nước sẽ có cái, thì chúng tôi sẽ đề xuất với chính phủ có cái thay đổi. Nhưng cơ bản quan điểm chung là không có cái việc hỗ trợ trực tiếp mà hỗ trợ thông qua cái liên kết chuỗi. Và theo cái lý niệm của thị trường, chúng tôi nói cái ý thứ hai như vậy. Ý thứ ba chính là giải quyết những vấn đề về mở thị trường. Liên quan ở đây bạn quan tâm là cái thị trường Trung Quốc, chúng ta làm được tác xuất được bao nhiêu. Tôi cũng xin không nêu số rất chính xác, nhưng mà tôi nói là những năm trước, như năm 2016, chúng ta thị trường Trung Quốc là cái thị trường xuất khẩu, nhập khẩu theo cái tiểu ngạch, theo cái hợp tác thế giới tiểu ngạch, thì là một cái thị trường rất lớn đối với cái lợn của chúng ta. Chúng ta năm nay 4 tháng đầu năm thì cái lượng này chỉ còn khoảng bằng dưới 10% so với năm ngoái, cho nên nó cũng phải được đến cái tiêu thụ.